này nè. Thế cái gì có cô là gì gì vậy? Trời, cái Android bị động khi nào rồi trời? Android, cô mở cái bài hôm trước demo ha. Okay. Open đi xem. Bài hôm trước là đây ôn tập đúng không? Bài ok, bài này ha. Đấy, cô run trước đi cho nó chạy. Ồ, chưa xong hả? Tại sao? Ồ, nó bị lỗi nè. Cái này nó không có nhìn thấy cái à. Java. Cái này chạy chưa xong. Cô tắt đi, cô mở lại nha. Nó bị lỗi, nó chạy chưa xong nè. Nó chạy chưa đủ, nó không nhìn thấy cái manifest nè. Cái resource file nè. Cô mở lại Android ha. Nhớ thứ hai đi học nha các bạn. Chờ xíu. Đâu rồi? Chờ xíu ha, nó cái nãy tôi có tắt ngang cái gray á. Rồi đồ đấy, nó chạy hết là nó phải có đủ hết cái này nè. Đấy, nó chạy dưới này các bạn nè.
Khi nào cái này thành công thì mới ok nè. Đấy, cái app này nó không bị chéo chéo này. App này bị chéo, nó có một số cái lỗi á. Đấy, tức là các bạn chưa khai báo cái activity để chạy đầu tiên là nó cũng bị cái chéo gạch đấy, nó không tìm thấy. Rồi ok ha. Chạy nào. Lúc đầu chạy nó hơi lâu một tí cho nên có cái chạy trước ha. Ok. Đấy, nó đang chạy nha các bạn. Đây, nó đang chạy nè. À, lúc đầu nó sẽ chạy lâu hơn xíu. Ok. Chạy sau nhá. Đây, cái thao tác hôm bữa nhá. Ây da. Cái gì mà ở lâu camera trời, có làm gì camera đâu. Đây. Cái chuột cô nó bấm tùm lum tà la. Đóng cái này lại nè, mở cái này lên nè. Rồi giả sử bây giờ cô add add thêm mới, ok đó, kỳ tá phẩm toàn bộ bị double click hai lần á. Đây chạy lại ha, 22 22 2002 2002 thêm mới. Trời đây, ok chưa? Rồi, vấn đề ở chỗ là bây giờ ta sẽ làm thêm sửa và xóa. Thì có hai cách để làm. Một, click chuột vào đây các bạn ra cái sửa. Hai là các bạn thêm vào cái button sửa và xóa đây. Button sửa và xóa ngay góc này. Click button sửa thì nó ra sửa, mà button xóa thì nó xóa luôn. Đó. Đó là mấy cách các bạn làm ha. Thì các bạn có thể tạo thêm cái button ở đây.
Đây, tạo thêm cái button ở đây. Chưa? Tạo thêm button ở đây. Đó. Rồi còn một cách khác nữa, các bạn nhấn và giữ chuột. Thế nó sẽ sổ ra cái menu. Nhấn giữ chuột nó sổ ra cái menu. Cái này gọi là context menu. Context menu. Ok. Gì? Tắt tắt micro nha. Bây giờ cô sẽ sửa lại chỗ này nè. Đấy, sửa lại cái cell này nè, thêm hai cái nút ha, hai cái button. Ok. Đấy, có thời gian thì cô sẽ demo thêm. Nhưng bây giờ làm hai cái button đi đã ha. Thì ta sẽ vào đây ta thêm các cái button. Đó, add rồi và ta thêm cái button. Rồi, new vector access. Đây, add. Đây, cô search cái này là edit chẳng hạn. Đây, cái này edit. Update có cái icon nào hay hơn không? Update rồi edit đi ha. Edit. Edit cái này. Được chưa? Ok. Xóa này nhá. Các bạn muốn bự hơn thì các bạn có thể tăng cái kích thước nó lên. Tăng kích thước nó lên. À, muốn bự hơn thì tăng kích thước nó lên. Như 30 30. Như vậy. Ok. Tăng kích thước cho nó bự lên. Được chưa? Màu thì có thể đỏ hoặc trắng. Đấy, đỏ là sự đỏ drone ha. Chọn màu đỏ này. Đấy. Đổi tên. Next. Đó, finish. Rồi. Edit cái này delete nha, có thêm cả delete nữa nè. New vector. Đây, thêm cả delete. Đây. Chưa? Ok. Màu đỏ. Đấy, cô đổi thành 30. Ok. Next. À khoan, back. Previous, tôi cô bỏ bớt đi. Delete, cái này là delete forever á. Ok. Next. Finish. Rồi, bây giờ cô sửa lại cái one cell. Cô sửa lại cái cell. Đấy, cái cell là cái này. Mỗi cái cell này nè. Cô sửa lại ha. Bữa trước là ta dùng cái này là dùng cái đơn giản. Đúng không? Đơn giản là ta làm. Linear layout để ta làm. One item nè. Chưa? Linear layout. À. Thì các bạn có thể là đổi một chút. Cô cứ bấm hai lần không à? Các bạn dùng cái relative layout đi. Relative layout. Relative layout. Bỏ cái này đi. Cái này không cần thiết. Bỏ cái này đi ha, relative. Thì cái này các bạn muốn giữ nguyên mà các bạn không cần phải thay đổi á. Thì các bạn thêm cho cô cái relative layout ở trong này. À, linear chứ quên. Linear layout ở đây. À, wrap content.
Cái này cũng grab content luôn. Đó. Ok. Lại nhiều bao cái anh này để các bạn đỡ phải thay đổi nhiều. Ok. Đấy. Cái này cô để cái orientation để cũng vertical. Đấy, các bạn thấy không? Nó giữ nguyên này. Đấy, cái này nó sẽ giãn rộng theo cái chiều dài của nó. À, tuy nhiên cô sẽ định vị cái vị trí của nó, neo nó lại. Neo nó lại như này lại. Thì cô để là parent, layout parent, align parent top. Các bạn để là chu. Neo trên, neo trái. Align parent left bằng chu. Đấy, nó leo treo trái. Rồi, hai cái button cô để ở góc này. Các bạn cũng có thể làm một cái linear layout. À, nhưng mà thôi, cô không cần. Cô để hai cái button riêng lẻ cũng được, tại vì trên này lỡ làm mà. Là cô để một cái image view. Image view. Đó, wrap content, cái này là để wrap content. Ok. Cái này các bạn để là ID. ID của ta là image view edit. Và là các bạn để là button button edit. Được không? Rồi cái này các bạn định vị nó cho nó cái hình drawable, cái này là update. Cái này là update edit edit một cái hình, thấy chưa? Bây giờ các bạn neo bên góc phải, align parent top to, rồi align parent right, align parent right to. À, nó nằm, nó nhảy sang góc bên phải, các bạn thấy không ạ? Đây, các bạn thấy là nó sẽ nhảy bên góc bên phải đây. Chúng nó bừng lên. Chưa? Ok. Được chưa? Góc bên phải. Rồi, một cái image view khác. Delete. Delete. Cái này cô sẽ bỏ cái này đi, cô sẽ để nó ở cái bottom phía dưới. Cái này cô sẽ để là bottom below. Below. Below cái anh button edit. À, nó nằm dưới, các bạn thấy không? Hình ta đổi là thành hình delete. À, các bạn thấy nó nằm dưới chưa? Chưa? Đấy, hai này nằm dưới. Nhưng các bạn nhìn thấy là nó hơi bị xấu đúng không? Thì các bạn để cái margin cho nó. Cái margin là một nè. Đúng không? Margin left. Nói chung là để cái margin. Để cái margin. Margin để khoảng 10 dp. Đây, để cả hai cái nó sẽ đẩy xuống. Ok. Đấy. Các bạn sẽ thấy là nó đây nó sẽ khác ha. Được chưa? Nhìn nó có vẻ ok đúng không? Đấy, vậy thôi. Thì dùng Relative Layout thì các bạn dễ định dạng nó đẹp hơn nha. Còn nếu như các bạn mà dùng cái dùng cái kia, dùng cái linear layout, các bạn định dạng nó cũng cực lắm, không dễ đâu. Cô chạy lại cái giao diện ha. Này này để tôi cần nếu nào cần nó sẽ lóc rồi thì lấy tiếp với cô. À, đúng rồi, đúng rồi. Cái nào mà đơn giản thì các bạn, nói chung là tùy cơ ứng biến, hiểu không? Tùy cơ ứng biến chứ không phải là cái nào cũng dùng một cái đâu.
Nhưng nói chung là dùng relative thì nó sẽ linh động hơn. Chơi cho chạy xíu ha. Ok. Được chưa? Ok, đấy. Thế các bạn có thể click chuột vào đây, mấy cái này. Được chưa? Để có hệ hiệu ứng đẹp thì các bạn phải làm thêm. Bây giờ ta bỏ qua hiệu ứng đã. Thì bây giờ cô sẽ làm sao để click chuột được vào mấy cái nút bên này. Thì ta sẽ xử lý, tại vì nó cái hai cái nút này nó nằm ở trong một cái cell này. Làm trong một cái cell này cho nên cô phải xử lý ở trong cái adapter đó, quản lý sách adapter. Sách adapter cô sẽ mở cái sách adapter, adapter cô phải sửa đây. Ở đây trong cái view holder này cô phải thêm hai cái image view nữa. View. Các bạn để image view là edit và image view là delete. Ở đây các bạn sẽ, đây cái này là đến mã đúng không, đến con vật view thì các bạn chỉ cần copy thêm cái này thôi. Đó, khai báo thêm hai anh nữa, cái này là image view edit, ID của ta là để button edit. Rồi image view button delete. Ok. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhé. À, thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể click chuột. Đứng ở đâu cũng có thể click chuột được. Có thể ở đây on click, tại vì cái này được khai báo rồi. Ví dụ như bây giờ cô muốn click chuột vào cái button là edit ha, ta sẽ để là holder chấm image view edit chấm set on click bình thường ha. Đấy, set on click listener, on click listener. Đấy, giống bên kia khi nãy ta từng làm như nào, on click như nào thì bây giờ làm như vậy. New on click listener, enter. Đấy. Và code mình viết đây, ví dụ cô làm tót ra một cái thông báo. Tót ra một thông báo. Đây. Context phẩy. Đây. Editing như vậy phải tốt chấm make text à len long
chấm sâu, sâu nó lên ha. Đấy, giả sử như vậy ta chạy lại nha, ta click chuột nó có văng ra không nha. Ok đấy, chờ xíu tôi tắt bớt mấy cái này đi cho nó nhẹ gánh. Cái gì trời? Rồi bây giờ cô click chuột nha, click này edit này, thấy chữ editing chưa? Ok, understand. Rồi bây giờ nè, cô sẽ hướng dẫn các bạn làm sao các bạn cập nhật, những cái này, sửa những cái này. Ok, các bạn lưu ý là một số lưu ý nha. Muốn sửa những cái này thì đầu tiên cái position này các bạn phải để cho cô cái final thì nó mới cập nhật đúng cái vị trí các bạn được. Được chưa? Đấy, cái này lưu ý nhá. Cái này các bạn phải để final để các bạn cố định cái vị trí các bạn cập nhật, tại vì khi các bạn khai báo final thì nó là hằng số. À, thì sau này khi cập nhật lại thì cái giá trị position này nó không có đổi. Tại vì khi các bạn lấy á, lấy dữ liệu các bạn phải lấy ở trên cái position. Được chưa? Ok. Rồi. Bước tiếp theo nha. Bây giờ các bạn edit cái gì đây? Khi edit các bạn mở ra một cái có thể mở ra một cái alert được không? Alert đi đúng không? Tại vì là cái activity thì làm rồi thì ta sẽ mở ra một cái alert. Thì cái này cái alert thì ta dùng cái alert builder đấy nha. Ai nhắn gì à? Vì đứt tiếng lắc. Đúng rồi, tại sao nó bị lắc á? Cô tắt bớt đi khỏi lắc. Chưa. Cái này tắt bớt đi khỏi lắc. Gì ta chưa có lâu ta chưa xíu lâu. Ok, Chrome hả? Cô tắt hết Chrome đi. 1 2 3. Ok, được chưa? Ok, cái chạy nó ổn rồi, tắt hết những gì cần tắt rồi đó. Rồi cập nhật trường hạnh phúc cái gầy. Rồi tiếp ha, cô sẽ cập nhật cái đây alert builder.
Android. Android. Ok. Các bạn chỉ cần đọc cái phần mà developer Android thôi nhé. Tức là những cái này là cái document chính thống của Android. Đó, các bạn đọc cái này là đủ rồi. À, đừng có đặt lung tung, không cần đọc những cái này đâu. Cũng giống nhau à. Đấy, cái này sẽ là cái cập nhật mới nhất. Cái cập nhật mới nhất. Được chưa? Đây, alert dialog builder nè. Đây, các bạn coi cái ví dụ của nó. Context ID public method. Đây, có cái ví dụ của nó. Nó nhiều lắm. Có cái ví dụ của nó thôi. Đây. Accept builder multi choice item không phải. Cái alert này khác ạ. Alert builder mà các bạn sử dụng cái hai cái button là yes or no. À, không cần. Thôi ok. Đây có hai cách nha, alert builder mà các bạn để có hai cái button là yes or no cũng được. Hay alert dialog, hay là các bạn dùng cái alert mà các bạn nhúng vào một cái layout mà trong đấy có cái button của layout luôn. À, cho nên cô sẽ làm cái layout. Đúng không? Alert builder nè. Thằng này nó nói alert dialog. Thằng này nó toàn cái phương thức không. Ok. Thằng này nó nhiều cái ví dụ hơn nè. Đây, thằng này nhiều ví dụ hơn nè. Đây. Có set position positive button và negative button. Thì cái này nó sẽ tự sinh ra hai cái button. Đúng không ạ? Tự sinh ra hai button. À, tuy nhiên là các bạn có thể không có dùng hai cái button này. À, các bạn tạo nhúng vào một cái layout trong đó có button riêng của các bạn luôn. Ok. Nhúng cái layout luôn. Layout đâu? Builder. Alert builder. Cái nào layout set không? Cái nào mình nhúng cái layout á. Alert inflator cái layout cơ. Không phải cái này. Tick view. Create. Đâu? Đây không phải. Open builder set message. Positive không phải cái này. No. Button open không phải. Thôi cô tự làm vậy. Đây nó chỉ ra cái message thôi. Có hai cái button yes no. Mình muốn ra một cái alert builder nó khác cơ. Alert dialog builder với cái Android. Okay. Good layout đi ha. Search với cái good layout. Alert dialog builder with inflator letter layout inflator layout inflator. Đấy, kết hợp với layout inflator thì nó sẽ ra cái mà mình mong muốn. Đây and cái này đúng không ạ? Android alert sample. Có cái nào chính thống hơn không? Trên không gian văn. Vậy Android custom dialog alert from. Chắc là lấy cái này. Sample. Lấy cái này thử coi ha. Nó có code nào các bạn nhìn chính thống hơn không? Rồi bây giờ vậy thì cô sẽ code nha. Các bạn sẽ tạo một cái alert dialog. Ok. À, dùng cái Android X hay Android thì cũng được. Chấm.
Builder. Chấm builder đấy, nhầm, từ từ ha. Builder đây. Ok rồi, cái này là gọi code của nó kìa. Rồi là bằng new builder. Ok, bằng new alert dialog builder. Sẽ gắn bằng new alert dialog builder. Và đưa context vào. Đây, layout inflator nè. Ok, cái này sẽ đưa context vào. Đấy, cái này ta có là layout inflator. Inflator sẽ gắn bằng, nó giống như inflator cái này các bạn ạ. Giống như inflator cái này này, ít chắc như vậy không khác gì. Đấy. À, để nhúng cái layout vào một cái gì đó. Đúng không ạ? Rồi, ta mới set cái builder set layout. Đây, view. View v bằng inflator. Ok, v bằng file. Ok, v builder layout. Chờ cô tí nhờ coi lại cái này các. Inflator layout nhúng vào. Builder set title. Ok. Ok, được create xong. Builder set. Bỏ cái negative. Bỏ cái negative này, set view là lấy để nhúng cái view vào ha. Rồi. Ta tạo cái view. V sẽ gắn bằng inflator.inflate. Đưa cái layout vào ha các bạn. Layout thì layout này ta chưa tạo ha. Thì ta tạo một cái layout. Thì layout này edit thì giống với cái layout của cái insert, cái thêm. Thêm. Ok, thì bây giờ cô new một cái layout. New một cái layout. Đặt là sửa sách. Chấm. Khỏi chấm. Ok. Thì cái sửa này là nó giống với cái thêm. Bây giờ các bạn Ctrl A. Các bạn Ctrl A, Ctrl C. Đó, add nó lại vào đây. Sửa sách. Đấy, đưa vào đây. Ctrl A, Ctrl V. Ok. Đổi cái này. Cái linear đổi cái này. Để các bạn khi nãy là bạn bạn Long bạn hỏi cô là đặt chung tên có được không, thì đặt chung tên được, nó không bảo lỗi, nhưng khi gọi các bạn dễ bị nhầm lẫn giữa cái layout này với layout kia, cho nên các bạn tốt nhất là không nên đặt chung tên. Cái này là mã sách, nó cũng là mã sách, nhưng các bạn thêm cái là edit vào là tôi biết mã sách là của cái layout edit, cái sửa. Cái này tên sách cũng để cái edit vào. Giống nhau không xa khai, cái form nó y chắc nhau vậy đó. Edit vào. Đó. Spinner cũng để cái chữ edit vào. À. Button. Thì thêm của cái này là thêm của edit. Cái này nhập lại là nhập lại cũng của edit luôn. Đấy, ví dụ như vậy. Đó, là nó ok. Không có lỗi ha. Để tránh trường hợp lỗi, các bạn gõ vào nó sẽ show ra hết. À. Rồi cái thứ hai nữa là cái này không phải là ở thêm sách activity mà ở cái sách adapter, cái context. Có thể các bạn bỏ cái context này đi. Context ông này các bạn có thể bỏ đi, tại vì là tôi không cần cái context.
Rồi, trong sách này các bạn set cái layout là Android r.layout. Sửa sách. Ok, luôn. Chưa. Đấy. View. À, cái này các bạn ép kiểu nó thành cái view. Thế. À, rồi từ từ coi tại sao view lỗi. V is already defined, có rồi. Ok. Đặt tên là view đi. Được chưa? Nó có rồi, nó không cho nữa nè. Được chưa? Cái này khỏi phải ép kiểu. Cái này nó là view rồi. Rồi, ok, tiếp. Bây giờ các bạn progress bar thì khỏi nha. Cái anh này là để khi các bạn bật lên nó chạy quay 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 những kiểu lời á, chờ á, cho nên cái này không có làm bỏ. Thì các bạn tạo các cái update cái view, các bạn tạo view này bằng ép kiểu text view view. Tức là cũng tham chiếu. À, có bao nhiêu trường đã tham chiếu bấy nhiêu. À, rồi cái set text vào cái kia bỏ, prepare download bỏ. Cái này là view file ID, cái này là update total. Okay. Rồi cái này là builder.set title. Builder.set title. Set cái tiêu đề chuỗi. Chuỗi tức là cái này các bạn là sửa. Sửa sách. Ok. Rồi set view. Builder set view. À, set view để đẩy cái view vào. Cái view mà ta vừa khai báo xong á. Được chưa? Đây. Ta lấy cái view này nè, ta set cho cái builder này. Builder trên này. Rồi. Ok. Rồi. Ta tạo các cái biến text view. Ok, để đừng mấy cái này. Để sau thì nó gọi thôi. Rồi. Ok. À, và cái này là khỏi. Builder.create. Set view xong builder.create. Builder.create. À, để các bạn chạy. Đúng chưa? Chạy thử nha. Chưa viết code nha, chưa viết code xử lý bất kỳ cái gì cả. Ta chạy cái này để xem nó show lên cái form của ta, cái sửa sách đây. Cái sửa đây. Đấy, cái sửa này. View lên cái này. Chưa hề xử lý. Chạy chưa? Chưa chạy xong ha. Chờ xíu gần xong rồi. Ok. Rồi nhấn edit nè. Editing. Đấy. Open chứ. Đấy. Ủa, khoan. Sửa sách view. Set view. Builder create. À, tại sao không ra? Coi. Show là press bar dialog show. Builder set negative. Dialog dismiss không phải. Dialog create. Ok. Đây. Color.builder. Color.builder. Color.show. Color dialog. Ok. Cuối này. C. Đây, builder. Cái này là
Trời ơi, my alert làm sao? Ok, chạy lại ha. Đấy, mỗi lần nó cứ chạy lại này, thời gian. Ok, lần sau nó sẽ nhanh hơn lần trước. Được chưa? Đấy chưa? Đấy, nó ra cái form sửa sách. Đó, ta bỏ cái chữ editing này đi. Được chưa? Ok. Các bạn có thể click chuột ra phía ngoài. Xử lý cái trường hợp nó click chuột ra phía ngoài nó ẩn đó. Đấy, click chuột ra ngoài nó ẩn. Đấy, từ nó ẩn luôn này. Thì chỗ này các bạn bỏ cái top này đi, top để kiểm tra thôi, mà Ctrl Z comment nó lại. Ok rồi, thì bây giờ xong sâu lên được rồi, thì bây giờ ta cần phải xử lý như sau này. Ta có giao diện rồi thì bây giờ ta cần phải tham chiếu tới cái giao diện của ta để ta xử lý. Ví dụ như là cập nhật thêm sửa xóa gì đó. Thì bây giờ ta phải có các cái biến. Biến này ta sẽ để ở đâu? Tí nữa cô cứ khai báo đây đã, thì tí nữa ta xử lý sau nha. Cần để ngoài thì cô sẽ xử lý cái phạm vi của biến, thì sửa để ra sau. Đây ta sẽ có là mấy cái edit text. Đấy nha. Các bạn sẽ có là một edit text, hai ba edit text và một cái spinner và mấy hai và hai cái nút, và tổng ta có 6 cái. 6 cái. 6 cái thì ta vào thêm sách, ta copy. Mà thôi chẳng cần, có lại cho nhanh. Đây ta có là edit text. Edit text mã gắn bằng view view chấm file view by id, tại vì cái này nằm trong view mà. R R chấm id chấm txt mã sách. Nhưng mà các bạn thấy nè, mã sách, cái mã sách này của tôi là mã sách edit đó. Rồi copy, copy ra 6 cái. 2 3 4 5 6. Ok. Cái thứ hai là edit text. Nhập mã sách, tên sách. Cái này là tên. Rồi, cái này là ngày. Cái này là ngày xuất bản. Cái này là spinner. Cái này là spinner. Cái này là spinner. Mã loại sách. Cái này là mã loại sách edit. Cái này là button. Button. Cái này là button. Button gì ạ? Button sửa ha, chữ thêm này các bạn để là sửa. Đấy. B T N button. Thêm edit. Thực ra nó là thêm edit cơ. Cái này button là nhập lại. Button nhập lại. Cái này là button nhập lại edit. Ok. Đó, thế thôi. Ta làm 5 cái. Cái này
Cô để là edit luôn, bỏ thêm đi. Là không có, nó xin lỗi á. Cho nên là cô sẽ sửa cái này lại. Sách item. Cái này cô sẽ sửa lại chút xíu ở đây. Không, các bạn nhấn vào đây. Layout sửa sách, các bạn sẽ thấy là nó đây. Button này là button edit rồi, bỏ thêm. Ok. Rồi, xong. Cái title này không set cũng được, nó sẽ để trống. Cái title này không set nó sẽ để trống. Đây để thấy chữ sửa sách đây cũng có sửa sách nó vô duyên, bỏ trống ha. Rồi. Tiếp. Bây giờ nè, ta sẽ có mấy việc như sau. Việc thứ nhất là khi tôi click chuột vào đây. Khi click chuột vào đây nè, thì nó sẽ biết là tôi đang ở vị trí nào. Nó lấy cái ID của nó lấy những cái thông tin này, nó fill lên. Nó fill lên cái này. Nó fill cái dữ liệu của tôi và click chuột lên đây. À, với hai nữa đổ spinner nè. Spinner chưa đổ nè các bạn. À, spinner chưa đổ cho nên các bạn vẫn phải đổ spinner như bình thường. Thì đổ spinner thì ta quay lại cái thêm sách, ta lấy cái spinner. Ok. Đây, lấy cái spinner. Đây, array loài sách nè. Đây, ta phải có cái spinner đây. Cái này là ta sẽ lấy từ database nha. Nhưng mà bây giờ bữa cô sẽ chỉ cho sau, bây giờ ta cứ làm tạm thời cái này đã. Muốn đổ vào cái spinner thì tôi phải tạo cái một cái danh sách tên. Ok. Danh sách cái loài sách. Sau đấy tôi nhập dữ liệu vào. Đấy, tôi nhập cái dữ liệu vào đây. Nhập dữ liệu cho nó. Sau cũng tạo adapter và cũng add vào spinner như bình thường. Z. Đây. Ctrl C. Đấy. Cái này lần sau các bạn làm ấy nó sẽ được rút gọn. Đấy. Thì cái spinner của ta đâu? Spinner đây. Thì tôi copy cái này. Spinner. Mã. Loại sách. Ok. Rồi. À, cái này không phải thêm activity mà cái này sẽ là context. Tại vì context của ta này là nó có khai báo sẵn ở trên này rồi. Đây, ta sẽ làm context nhá. Hơi dài đúng không? Rồi bây giờ chạy thử này, xem cái này của ta ok chưa nha. Cái spinner ra chưa nha. Chờ xíu. Các bạn spinner nha. Ok. Đấy. Thì về nguyên tắc á, là các bạn thêm có bao nhiêu trường thì sửa cũng có bấy nhiêu trường. Khi các bạn thêm có bao nhiêu trường, thêm có bao nhiêu trường thì sửa cũng có bấy nhiêu trường. À, thành ra các bạn thấy là khi các bạn cô làm cái sửa thì cái form nó giống như là thêm. Đấy, các bạn chỉ cần copy sang thôi. À, nó chỉ khác một điều là khi đổ dữ liệu lên. Chưa? Khi đổ dữ liệu lên. À, bây giờ ta sẽ như này. Cứ dữ liệu cũ, cô sửa lại một chút cho nó để cái spinner không bị lỗi nha. Dữ liệu cũ là ở chỗ quản lý sách. Đấy, nó sẽ có đây. Mã loài sách cô sẽ phải trùng với cái mã loài ở bên này. Mã loài sách sẽ trùng với mã loài bên này. Mã loài sách cái này giả sử như văn học thì đây phải giống bên này. Để tí nữa nó so sánh để nó lấy ra ha.
Đó, ví dụ như HTML cái này có để là cái công nghệ thông tin. Đây. Thì các bạn cũng để là công nghệ thông tin. Đó. Để tí nữa các bạn lấy ra nó mới khớp, nó mới ra được, còn không nó không có ra. Cái sửa lại xíu nữa thôi. Rồi. Ta sang lại cái này. Bây giờ vấn đề là cô sẽ phải đổ dữ liệu là cô click chuột vào đây. Thì cái HTML nằm nó phải full fill lên đây, cái 001 nó fill vào đây. Là ngày nó fill vào đây. Và cái chỗ mà cái dữ liệu này nó phải fill lên đây. Đúng không ạ? Nó phải fill đúng. Bây giờ ta sẽ lấy như sau. À, khi các bạn lấy cái list danh sách thì ở đây mỗi lần cái get view nó trả về cái danh sách và trả về cái phần tử tại vị trí là position. Thì cô sẽ lấy được cái get danh sách này. Đó. Cô đẩy cái này lên trên. Cô đẩy cái này lên trên. Ok. Ctrl X nè. Đẩy cái này lên trên. Để có thể sử dụng lại. Được chưa? Đấy. Vậy cái này mỗi phần tử của cô sẽ lấy theo cái position. Được chưa? Thì ở đây ta sẽ lấy là cái đâu rồi? Dữ liệu fill lên à. Builder đến đây rồi. Đến adapter rồi đúng không? Rồi. Đây cái này là ta sẽ gọi là đây cái này là đổ dữ liệu lên form nè, lên form nè. Được chưa? Đổ dữ liệu lên form ta sẽ có như sau. À, ta sẽ có là edit text mã chấm set text, ta sẽ đổ lên là set text nè. À, s chấm ghép mã sách chấm toString. À, cái này toString rồi khỏi. À, nhưng mà ở đây cái s này nó lại là nó để ở trong này nó bị lỗi, tức là nó không nhìn thấy. Cái này là do lý do là cái này là một cái class trong một cái method, cho nên là nó gọi là sub class. Mà muốn cái này nhìn thấy thì cái này phải đổi thành final. Đây, cái này phải đổi thành final. Thì ở đây nó hết lỗi. Ok. Rồi tương tự nè. Edit tên sách cũng chấm set text. Cái này là s chấm ghép tên sách. Rồi edit text cái ngày chấm set text. À, cái này là s chấm ghép ngày. Mà ghép ngày nó trả về ngày xuất bản, nó trả về cái date. Cho nên các bạn phải convert nó thành string. Convert nó thành string. Thì chỗ này các bạn để là SF SDF chấm format SDF chấm format. Cái format này để chuyển nó thành cái string, chuyển từ date sang string. Đây S chấm get cái này. Ok, nó sẽ hết lỗi, chuyển nó convert nó thành string. Rồi, cái này dễ rồi. Nó chỉ khó cái chỗ spinner thôi. Bây giờ cô đổ lên spinner để làm sao mà khi cô nhận nó là công nghệ thông tin thì cô sẽ show cái này lên, select cái này lên, đúng không ạ? Đây, select cái này lên. Thì ta sẽ có là spinner mã chấm set selected selected. À, ở vị trí nào? Position. Đúng không? Set. Set selected. À, cái này là set selected set tại cái boolean selected set selection tại vị trí position. Đúng không? Position. À, làm sao để lấy được position? Làm sao được lấy được position? Thì cô phải so sánh
trả về cái này nè, cô trả về cái tôi index. À, tôi sẽ có là danh sách loại sách chấm index of không phải object nha, index of object, nó trả về cái vị trí đấy, nó trả về vị trí lát index of, nó trả về content get index trả về loại sách không, tôi sẽ trả về cái tôi tìm tìm nó trả về cái index, từ từ nha, trả về in dùng cái hàm nào nó hợp lý nè, không thì phải xử lý bằng tay, xử lý bằng tay thì nó dài quá, có ích. Get index không có rồi, index of nó tìm xem có ông này không, add chấm get mã loại sách, kiểm tra có không nha, nếu chạy nó lỗi thôi nha, kệ nha, có phải xử lý bằng tay nha. Đây, chỉ có này nó trả về index, khi nó trả về index của cái này thì nó sẽ select tại cái vị trí đó. Chưa? Đấy, các bạn thấy lần sau nó chạy nhanh hơn nè. Ok, select nha. Cái này là công nghệ thông tin. À, nó không có ra. Nó ra được cái này, cái này, cái này. Nhưng cái công nghệ thông tin nó không có ra. Đấy, ví dụ cái này cô. Cái này cô để là văn học thì không nói làm gì. Thì văn học thì các bạn không thể nào mà check được. Nhưng mà khi công nghệ thông tin á, nó ở sâu đây phải là công nghệ thông tin là thì mới đúng, nó phải sâu đây công nghệ thông tin mới đúng. Thì bây giờ cô sẽ lấy cái index của cái này, thì lấy index thì không có cách nào thì tôi sẽ lấy bằng tay, thì lấy bằng tay như thế này các bạn ạ. Thì cái này tôi duyệt cái danh sách này, nếu cái nào trùng với cái này thì tôi trả về index thôi, tôi sẽ có cái y integer index loại sách gắn bằng đầu tiên gắn bằng 0 trừ 1 chứ, tại vì 0 cũng là giá trị hợp lệ cho nên tôi để trừ 1. Tôi dùng vòng lặp for integer y gắn bằng 0 y nhỏ hơn y, danh sách loại sách chấm size y cộng cộng if cái danh sách loại sách y chấm nó có một giá trị mà y thôi, cái này là chấm danh sách loại sách không phải ghi chấm ghép y, cái này mà y của nó case y của chấm toString ha, danh sách loại sách chấm toString y chấm equal ignore case với cái anh là add chấm get mã loại sách, nếu nó bằng nếu nó bằng thì tôi index loại sách cô sẽ gán bằng y luôn. Ok, và các bạn có thể là break ra ngoài luôn bằng cái là break. Ok, ở đây các bạn để cho cô cái index thay cái này nè, các bạn để là index loại sách. Ok rồi, chạy lại code này nha. Đấy, phải xử lý một chút xíu đây, nó kỳ quá, nó hơi bị dài. Rồi xong. Đây, edit nè. Đây hỏng ra. Ok.
Trời. Không ra. Không ra thì tôi xử lý kiểu khác. Set. Set selection. Set item selected customer. Set on item. Set selected. Set selected. À, phải set selection mới đúng ta. Set on item selected. Một lần. À, xin lỗi. Cái này đâu có cái này nữa đâu. Cô bị sai mà. Bỏ cái này đi chứ. Đây, đưa index vào thôi. Đây, mình dùng sai. Ok. Rồi, ok. Có nha. Nè, phạt. Ra chưa? Ra chưa? Ok. Phạt. Văn học. Phạt. Cái này, đúng chưa? Đấy, vậy là cái get dữ liệu, đổ dữ liệu lên form được rồi nha. Là xong. Đấy, kết thúc với phần đổ dữ liệu lên form. End. Rồi, đến cái phần thứ hai là cập nhật dữ liệu thôi. Đổ dữ liệu lên rồi bây giờ cô sửa. Đổ dữ liệu xong rồi cô mới sửa mã. Thông thường các bạn đừng có sửa mã à, không nên, tại vì các bạn sẽ hay truy vấn theo mã, cho nên cái mã thì thông thường à, ta ít khi ta cho vào. Ta sửa cái tên, ví dụ cô nhấn gõ STM 567 gì đó à, ngay ví dụ ngày 11 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Hoặc cái này cô cập nhật sang cái xã hội thì cô thêm 10 một cái à, thay bằng cái này bằng chữ thêm 10 bằng chữ cập nhật, thì dữ liệu ở đây nó sẽ được xét đổ xuống dưới, được xét đổ xuống dưới, cập nhật vào cái list luôn. Thì cái này là tương đối dễ. Bây giờ nè, ta sẽ lấy lại mấy cái giá trị này, được không? Lấy lại mấy cái giá trị này. Vậy ta sẽ tạo một cái biến để lấy giá trị nè. Đây, ta thực hiện công việc là thêm dữ liệu ha, à, cập nhật dữ liệu, sửa dữ liệu, liệu nè. Thì trong cái sửa dữ liệu này á, thì ta có là lấy dữ liệu từ form và gán cho các biến. À, tôi có 4 biến đúng không? Thì đây ta sẽ có là string mã sẽ gán bằng, lấy ngược lại từ form là edit text mã chấm get text à, chấm toString. Đấy, string tên gắn bằng edit text tên chấm cũng get text to string. Ngày, ngày thì ta lại phải lưu ý như này. Ngày là ta có date đúng không? Java chấm util à, date à, ngày sẽ gắn bằng à, sdf chấm patch. Hash. Chuyển đổi kiểu đúng không ạ? S chấm à quên à, txt à, edit text ngay chấm get text chấm toString đó. Cái này lỗi bởi vì ta chưa gì à, ta chưa có trái kết, cái này bắt buộc phải trái kết, cho nên các bạn để tránh lỗi cái này các bạn để cái trái kết để dưới. À, cái này các bạn học Java rồi. Tức là cái này là error handling hay exception handling. Chấm print stack trace để các bạn xuất ra lỗi. Đó. Xong cái spinner thì các bạn lấy cái text ở trong cái spinner á. Spinner đúng không? Spinner lấy thế nào, bên này thêm sách lấy thế nào thì mình lấy như vậy.
Đây, đếp xong rồi, bây giờ đến loài sách nè. Spinner get item nè. Đây, tôi lấy cái này, copy luôn. Làm biển gõ. Đây, để vào đây. Đấy, cái spinner của ta là spinner mã loài sách, đúng không? Ok, get selected item, xong các bạn mới lấy đều xuống. Ok. Xong cái này cũng vậy, ta cũng đẩy nó vào trong cái đối tượng sách. Đây, tạo đối tượng là sách, đối tượng này là đối tượng mới hoàn toàn. Ta sẽ có là để sách đi, đúng không? Ok, rồi, bây giờ cô sẽ cập nhật cái này lên cái list. Cái list này nè, cái danh sách này nè, cô cập nhật ngược lại với cái danh sách. Với cái index, với cái position, đúng không? Người ta sẽ có là danh sách chấm set, đúng không? Index của ta chính là cái position phẩy cái sách vừa cái nãy. Ok, cập nhật xong thì các bạn đóng luôn. Khi cập nhật mà thành công á, nếu cái này không có lỗi thì các bạn cập nhật xong các bạn đóng luôn cái này, đóng luôn cái này thì nó ta sẽ có là cái builder, phải không? Cái builder hay là cái alert builder chấm dimiss, cái builder chấm đi dimiss không thì nó phải là cái gì đây, từ từ ha. Đây, builder cái này, Ctrl Z ha, cái này sẽ là my alert, my alert. Nó không thấy my alert, không thấy my alert à? Thì các bạn phải để cái này là final, thì cái này sẽ là my alert no suggestion. Cô phải dimiss nó, tức là khi cô đóng thì dùng cái dimiss. Đây, thông thường ta sẽ phải là dialog builder. Dialog.dimiss, dialog đâu? Builder download cái dialog đưa vào đây. Dialog.dimiss. Khoan. Cô set dialog. Dialog interface. Bây giờ cô phải dimiss nó hoặc là cô phải đóng nó, close nó. Hình như cô click chuột cho nó close luôn. Rồi ok, từ từ đã, cái này chưa làm vội. Ta test thử nha. Rồi bây giờ cô cập nhật rồi, các bạn xét thử là ở dưới nó cập nhật nha. Đây. Dialog thì nó đơn giản hơn cái thằng activity. Nó không phải truyền cái dữ liệu từ chỗ này sang chỗ kia. Đấy, nó đơn giản hơn. Đấy. Update nè. Cái này là cô sửa là 123 nè. Trời, nó sẽ xã hội nè. Cái mới nè. Khoan. Khi cập nhật xong thì dưới này nó phải notify lại thì mới được. Đây,
phải notify anh nghe lại. Cô notify thằng này nè, cô notify anh này, tức là cái này, anh này là có contact Reddit chấm noti đây activity Reddit là chính nó đó, không notify data set trên, tức là nó là adapter thì bản thân anh này là adapter luôn, adapter tôi notify chính nó luôn, rồi thì refresh lại cái adapter. Tại vì code còn đang xử lý ở đó adapter mà, đúng không? Đây, chạy lại. Đây, các bạn thấy mấy cái logic này các bạn phải nắm kỹ trước nha. Xong rồi, các bạn bữa sau các bạn chỉ cần đổ dữ liệu vào cái SQLite thôi. Đây, cô sẽ đổi cái này thành cái xã hội, đổi cái này thành 11111 coi. Rồi, thay cái này. Đó. Không được. À, sao kì nha. Nó phải chạy cái set trên chứ ta, xã hội. Thêm. Có lỗi gì không ha? Không. Rồi, anh locate thì chắc anh ha. Cái lỗi nó không vào bên này, nó lại vào bên kia. Không bảo. Không có lỗi. Không có lỗi. Tức là dữ liệu chưa được xét thôi, chứ không phải lỗi. Đấy. Rồi. Và coi là cái này nha. Cái gì mày đến đây chơi game hả? Ơi, sao la lùi dữ vậy? Quá chơi đâu cô. Thế gì mà trời ơi la lùi dữ vậy? Ok. Rồi. À, khoan, cô coi nè, lại cái anh này nha. Nó lấy được ra rồi, bây giờ cô cập nhật. Cô đùa. Phong nó mở mic. Mất mic à? Đâu mic nè? Thằng Phong nó mở mic lên, nó ồn ồn vậy đó cô. À thế à? Đây. Không mở đâu. Ờ, Phong tắt rồi. Khoan, cái này là danh sách là set nè. Position set nè. Notify data set trên. Xong đóng cái này lại. Xong anh kia có notify gì nữa không nè. Đây. Cái này text view. Ok. Search alert. Search dialog create alert show. Flash alert builder. Ok. Inflator string khoan, cô coi set nè, title alert dialog main layout ok giống nhau, ok list view adapter set list view dialog cũng có list view. Inflect on create view. À khoan, có sai gì không? Cô để trong cái button gì? Ủa, cô chưa click mà. Cô chưa để trong cái nút button click mà. Cô click nó không ra, đúng rồi. Ây, tàu hỏa nhập ma thế ớn không? Cái này là sửa nha, cập nhật nè. Cập nhật nè. Các bạn có biết lỗi gì không? Tức là cô chưa set vào button. Chưa set code vào button thì nó làm sao nó ấy được.
Cái này cô viết ở ngoài khơi khơi. Cái nhóm này là cô phải xét vào button. Button của cô đâu? Trời ơi, button sửa nè. Bó tài. Đây. Nếu cái on click click nào đúng không con? Hả? Cô đã sửa đâu? Cô đã gọi vào button sửa đâu? Set on click listener. Ờ, đúng rồi, new. Tôi bỏ tay tôi luôn. Đấy, nhiều khi tẩu hỏa nhập ma vậy đó. Mình làm xong mình không biết tại sao nó lỗi, hóa ra là mình chưa gắn vào cái sự kiện này thì làm sao nó hết. Rồi copy nguyên cả cái này. Đưa vào đây. Đó. À, copy đưa vào đây thì mấy cái này nó sẽ lỗi. Bởi vì mấy cái này là nó bắt buộc phải để final. Cho nên mấy cái này cô là để final. Đây. Tại vì nó lý do liên quan đến cái sub class thôi, không có gì hết á. Đó, spinner cũng vậy. Button, cái nào không chưa cần thì không cần, không lỗi thì không cần làm. Được chưa? Rồi. Test thử nhá. Trời ơi, tôi cũng lại tôi luôn. Chưa set vào button thì làm sao nó làm được cái gì? Ây da. Đấy. Demo đâu phải dễ đâu. Cái đâu phải là cứ có code demo, demo cũng lỗi. Demo cũng lỗi. Đấy, code mà không lỗi đâu phải code. Đúng không? Thánh đâu phải code. Đây, test thử cái này nha. Edit. Đây. Văn học à, vào xã hội đi ha. 1111 đi ha. Cập nhật này. Chưa delete cho nên là đây, được chưa? Notify rồi đúng không? Giờ làm sao click chuột nó delete được thôi. Cái này click chuột mà cái đây, my alert sao nó không nhìn thấy ta? My alert. À. Chấm. Close hả? Show. À, final. Cô để đây cái final cái nha. My alert. Nó cũng lỗi. Khoan, tôi khai báo cái này phía trên. Tôi khai báo cái này phía trên nha. Builder set view. Đó, my alert show. Tôi xuống dưới. Đây. Cái nào cần sửa đây, để trên đi ha. Ok. Cái này là các bạn để là cái my. My alert giờ mới thấy nè. Chấm. Close cancel. Close. Dismiss. Đây, dismiss, ok. Bạn bỏ chữ final xem nó lỗi không nào. Tôi chắc luôn. Đúng không? Alt Z. Rồi. Ok, chạy lại nha, xem nó dismiss cho nha. Đấy là dữ liệu đã cập nhật được rồi đó. Xóa thì chỉ cần remove đi thôi. Nó tương tự với sửa nha các bạn. Nhưng mà nó dễ hơn sửa. Nó dễ hơn sửa. Sửa là các bạn phần lấy dữ liệu nào, dữ liệu kia. Anh này cô chuyển ngược. Ồ, cái này sao? À, cô chạy lại từ đầu cho nên nó rim. Ok, cập nhật cái nào. Ok, xong chưa? Thành công. Limit cái là nó ẩn luôn. Rồi, nó cũng bắt luôn. Ok chưa? Rồi, còn delete nè. Delete thì các bạn làm cái button. À, làm một cái form khác các bạn ạ. Nếu không các bạn sẽ sửa cái nhập line này thành cái delete nè. Ok. Sửa thành cái nhập line này thì các bạn thành cái delete nè. Được chưa? Đấy, và cái này các bạn sửa. Bỏ cái chữ nhập line đi, các bạn sửa là xóa. Để thành xóa. Ok. Để xóa cái thì nó, nhưng mà trước tiên xóa nó phải hỏi nha. Thì bây giờ các bạn làm cái xóa thôi. Các bạn copy cái anh này. Copy xuống đây. Xóa dữ liệu. Ok. Thì ở đây các bạn xóa thì các bạn
Để button này là button delete. Okay. Cái này các bạn không cần lấy. Được chưa? Các bạn chỉ cần biết là các bạn xóa cái vị trí nào thôi. Các bạn cái này các bạn sẽ là để là remove để cái position thôi. Cái vị trí cần xóa thôi, notify delete. Nhưng mà trước khi xóa phải hỏi người ta tiếng nha. Ok, chạy nè. Chạy lại nè. Là một cái alert dialog để hỏi nha, bạn có chắc chắn xóa hay không, yes or no ạ. Có cái alert dialog để hỏi luôn. Để các bạn kiểm tra trên này. Đấy. Rồi. Ok. Xóa nha, cô xóa cái dưới ha. À, đây. Xóa delete. Ô. Khoan. Sai. Sai. Không phải. Mình delete cái admin review được không? Xóa list view luôn, xóa list view luôn. Rồi cái này là xóa nè. Xóa ha. Được chưa? Mất chưa? Mất chưa? Nhưng mà thôi, ta xóa bên này nhé các bạn. Delete bên này, delete view luôn được mà. Được. Tại vì khi đấy là cô nhầm. Được nha. Dạ, các bạn. Ơi, chỗ này bỏ đi. Chỗ này ta lại làm lại trở về cái mạng lớn. Ta vẫn là nhập lại. À, rồi nhầm. Ok. Ở đây các bạn để lại cái xóa đi, cái này làm sao đi, khỏi làm đi. Đấy, xóa tương tự ha. Đấy, remove thôi. À, xóa cái này. Rồi, cái này đâu phải là delete. Cái này cô để lại là nhập lại. Ok. Xong. Xong rồi, về delete, về xóa, xóa thì xóa bên kia. Đó, xóa bên kia. Được chưa? Ok. Xóa bên này thì các bạn phải nằm ở bên nào? Ở ngoài. Không nằm ở trong này được, các bạn phải bắt ở ngoài. Phải bắt ở ngoài. À đâu? Ôi, bắt ở đây chứ. Bên cái quản lý sách mà đúng không? Đâu, vẫn ở trên cái này chứ. Nhưng nó không phải là holder email view delete nè, thấy không? Đây nè, delete nè. Cái nút edit ở đây, nút delete ở đây luôn, xóa luôn. Đây, cô viết xóa nha, xóa ngắn hơn nè. Ta viết ở trên đi ha. Holder.email view delete. Chấm set luôn. New on. Cái này học thuộc các bạn. Nhấn cái pop nó ra. Được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn phải có một cái alert dialog để các bạn hỏi có chắc chắn muốn xóa hay không. Đúng không? Muốn xóa thì các bạn sẽ làm cho cô một cái việc như sau. Danh sách chấm remove position. Ok. Sau khi remove position xong thì các bạn notify chính nó. Notify adapter. Notify trên xong. Vậy thôi đó. Nhưng mà các bạn viết thêm code là hỏi nha, tại vì chưa hỏi ạ. Trở lại. Tức là vô mà ví dụ như đừng có ấy vô muốn lấy trộm đồ gì phải hỏi người ta. Đúng không? Nhưng mà đốt nhà mà không hỏi người ta trước mà đốt cái bạc chạy nhà rồi. Okay. Đầu trang bảo người ta bảo công an nè. Xóa nè. Mất chưa? Xóa nè. Ok chưa? Đấy, đấy, xóa nó dễ ẹp, sửa nó mất thời gian. Xóa dễ ẹp. Nhưng mà xóa phải thêm cái dòng họ câu hỏi nữa. Xóa nè. Được chưa? Ok, thêm nè. Đấy, nhuần nhuyễn nha. 1111 1111 1111. Đấy. Công nghệ thông tin thêm. Ok. Thêm.
Đó, xã hội đi ha. Thêm. Rồi, cập nhật nè, edit. Thấy hiển thị công nghệ thông tin chưa? Chuyển ngược lại thành cái văn học. Ok, cập nhật. Chuyển văn học rồi đúng không? Xóa luôn, ok. Ok chưa? Rồi, nhiệm vụ các bạn về thêm cái dòng này nè. Thêm một cái alert dialog. À, đây, thêm luôn cho rồi. Đây, các bạn lên thêm một cái yes or no á. Alert dialog builder, thêm có cái message thôi. Đấy, special tag, hoặc là có một cái này cũng hay nè. Cái top thôi. Cái top thôi mà nó không không, cái này cái khác, cái của Java, tôi nhầm. Java nó có cái dialog cái này khác. Đây. Đây alert builder nè. Show nè. Đúng không? Layout nè, set nè. Title nè. Ok. Rồi. Bỏ layout đi. Set message thôi. Bỏ layout đi. Ok. Không được cái này. Cái này không ổn. Cái này nè. Negative, positive. Thằng này nó dài dòng nữa ta. Ok, copy anh này nha. Builder. Copy anh này. Bỏ cái progress bar đi. Thằng này nó dài dòng. Đây, cô copy, cô sửa lại thôi. Ok. Cái này bỏ. Tại vì tôi không cần layout, cho nên tôi sẽ bỏ anh này. Bỏ luôn anh này. Bỏ luôn crossbar. Text field bỏ. Cái này bỏ. Cái này bỏ luôn. Cái này bỏ luôn. Set custom title bỏ luôn. Đây, cái này là alert dialog chấm builder. Rồi, cái này là builder. Ok. Cái này set title là thông báo. Thông báo. Không có gì để thông báo. Set view. Set cái này. Download cancel. Cái này nó là một cái dialog interface. Set negative. In text ID. In on click listener. Okay. New dialog interface. Okay. Get. Chấm. Rồi, ok. Dismiss, ok. Bỏ cái này đi ha. Bỏ luôn cái này nè. Không cần thiết. Rồi, progress bar bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Rồi, anh này là gì ta? Anh này các bạn là alert dialog. Alert dialog. Gán băng. Alert dialog. Cái này. Cái này nè. Alert. My alert chấm sâu. Ủa? Dialog của tôi đâu mất tiêu rồi ta? Alert đây, ở đâu? Đây. Alert dialog. Builder.create. Đây. Đó, alert. My alert chấm sâu. My alert chấm sâu. Ok. Rồi, khi cái này ở đây thì các bạn đưa con trỏ nó đưa vào đây. Nó chính là cái danh sách remove. Đây.
X đưa vào đây. Đấy, xóa. Ok. Dialog demise, cái này là cái gì? Context, cái này là các bạn để chữ context nha. Context ha. Ok. Cái này là để cái gì này? Cái này là để cái tài integer title. Download console. Cái gì? Hello builder. Set positive khoan đây set positive button tag id source id tag to display in position button tag id à oh khoan the set button okay. Đây nó có thể là tra SQL tag nè à đây tôi để là chữ yes yes đó vậy thôi chạy nhá no là các bạn không làm gì hết delete luôn ta làm một cái negative một cái positive nữa thì cái này cái chữ yes các bạn để là ấy luôn. Đây nha à, bấm nè tay lốc nè rồi lỗi lỗi à lỗi nè nó không chạy gì cả đó nó lỗi á illegal or spec con remove view you must con child first parent first hả remove view set adapter 85 builder set view à đâu có view đâu ok đấy sorry nó có set view đâu nó có view đâu với title thôi nó không có view đấy đây thông báo à rồi yes nó xóa luôn à thấy chưa thì vậy các bạn set một cái message builder.set message message đúng không là bạn có chắc chắn xóa à, bạn ghi này không đây, ví dụ như vậy đấy, yes no như vậy ha còn no này no thì các bạn thêm cho cô một cái builder.set positive positive button đấy, cái này các bạn để là no new cũng new dialog interface chấm on click listener cái này không có nói gì cả thì các bạn để là dialog chấm demise luôn không là các bạn demise luôn không làm gì á ok đấy chạy lại nè yes làm cái gì đó còn không thì thôi yes ta delete mà nâu thì ta cái sổ lại không làm gì cả ok đuổi như trà chuối ha 5:30 rồi có ai phải đi chờ mua bán gì không lỗi nè các bạn ơi lỗi thiếu dấu chấm phẩy chỗ nào no chấm phẩy chỗ nào ở trên rồi ở trên đây đâu lóc lên tiếp lên 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 xuống trên à ừ trời ơi củ chuối lỗi sơ đẳng nó bảo rất rõ đúng không thiếu rồi chấm phẩy kiểm rồi chấm phẩy thiếu ở đâu thôi rồi ok yeah được chưa đấy nốt công làm nốt nha quay nốt cho các bạn về nha các bạn làm nha làm cho xong cái này buổi sau cô mới làm đến SQLite còn cái này chưa xong chưa hiểu thì sau làm SQLite các bạn sẽ rất rối hiểu không rối lắm rồi vô cùng rồi bây giờ nha cô sẽ xóa nè xóa ông này nha delete là nó hỏi nè
Bạn có chắc chắn xóa bản kia này không? Nếu yes là xóa, no không làm gì hết, đúng không? Đó, yes là xóa. Đó, hoàn thành nha. Rồi, stop.